góp ý vào dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023, vấn đề làm thế nào để hạn chế các hành vi trục lợi, co đất, thổi giá, qua đó góp phần tạo cơ hội cho người thực sự có nhu cầu muốn mua đất để định cư ổn định cuộc sống, được mua đất với giá trị thực và tránh thất thu cho ngân sách nhà nước, được các đại biểu quan tâm. Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi hiện đang bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm mới như thu tiền mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng quy định, sử dụng tiền mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai của bên mua, thuê mua trái pháp luật. Một số ý kiến đề nghị cần làm rõ và quy định thêm hành vi bị cấm. Cấm là cấp, cái người cấp không đúng theo quy định. Vậy thì bây giờ tôi đang muốn nói một cái ý là hiện nay ở các tỉnh ấy, là đa số là không có lên sàn mà thực hiện việc đấu giá, thì cái câu chuyện cò đất là một trong những câu chuyện rất là đau đầu của các cái địa phương. Vậy thì tôi muốn hỏi là cái điều cấm là cấm cái người hành nghề môi giới mà không có chứng chỉ thì chúng ta có cấm không? Mà tôi nghĩ rằng là nên phải cấm. Và cái cấm cái này, nó cấm ngược lại này nó mới là cái phổ biến. Để nghiên cứu thêm về các cái quy định mà cấm các hành vi mà thao túng thị trường, thổi giá vân vân đấy, trong dự thảo chưa có. Nó quy định làm sao nó có cái hành vi đấy mà đợt vừa rồi là nó diễn ra rất nhiều, nhưng mà chính vì chưa có quy định chưa xử lý được. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dự thảo luật này cần bảo đảm được tính minh bạch thông tin theo đúng tinh thần của nghị quyết 18. Bây giờ người dân đi mua bất động sản thì toàn thấy toàn tin nhắn rác này, hoặc là cuộc gọi. Thì em chào anh ạ, nghe thấy thì cũng ngọt ngào, mình thử nghe thì em nói, lại bảo đó là em ở công ty nọ, trong công ty kia, dự án nọ, dự án kia muốn bán cho anh cái nọ cái kia, anh có muốn mua không? Thế đều mà trả lời là anh thì muốn mua lắm nhưng anh không có tiền. Thế thì vì thị trường thông tin không có, hoặc là nó thiếu minh bạch, thì cái đó mới là cái chính. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện các quy định về giao dịch bất động sản qua sàn môi giới, bảo lãnh, đặt cọc, thanh toán trong giao dịch kinh doanh bất động sản, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Nghị quyết 18, cụ thể khả thi, không phát sinh những hệ lụy pháp lý hay ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh an toàn cho kinh doanh bất động sản, phù hợp với Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan.